nó đang gồng cứng như nè, đúng không? Đang cứng cái vô nhấp nhiều là hồi nó xì thôi, đúng không? Cái này gồng cứng đây, nhấp nhiều nhấp chân lên, nhấp chân là canh nè, nhấp chân đạp. Chớ, nhấp chân trước nhiều lên xíu. Ừ, đó kệ nó. Tất cả đều là anh em hòa đồng. Cùng nắm tay nhau nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối cả sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng. Chơi gồng vòng tay ta nắm nối trọn một dòng Việt Nam. Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao và tiếp tục với các trận đấu sôi nổi hấp dẫn tại các giải đấu quốc nội. Thì chúng ta cùng đến với một trận đấu rất hay được tổ chức vào tối ngày 18 tháng 10. Đó là trận đấu giữa hai võ sĩ. Phía trước mặt chúng ta là Bùi Trần Tấn Tài của Alphai Tân Phú sẽ thi đấu với Nguyễn Tấn An của Phi Long Chánh Nha Trang. Ở đây là các trận đấu đều nằm trong sự kiện Arena of Fighter, đấu trường của những chiến binh, một trong những sân chơi mới của các võ sĩ trong phía Nam. Cách đây 2 tháng thì Arena of Fighter cũng đã chào hàng khá thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, và đây là sự kiện mùa 2. Mùa 2 này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 11 cặp đấu và sẽ thi đấu ở hai nội dung chính là MMA và Muay. Trước mắt chúng ta đang là những cái công đoạn trước khi trận đấu bắt đầu. Và ở trận đấu này thì mình đã thay đổi một tí không khí. Đó là việc mình đã cài micro wireless, mic không dây vào huấn luyện viên của Bùi Trần Tấn Tài, vì là mình đoán là Tài sẽ thắng. Chính vì vậy là mình đã gài gắm một chiếc mic vào Nguyễn Tăng Quyền, là cái bạn ở dưới góc đài đang hỗ trợ cho Tài. Và chúng ta sẽ có thay đổi một chút để cho mọi người, những ai mà chưa biết về võ thuật, sẽ hiểu thêm về chiến thuật thi đấu của võ thuật. Và hy vọng rằng mọi người sẽ thích cái âm thanh này. Âm thanh được phát ra từ chính huấn luyện viên Nguyễn Tăng Quyền, một trong những cựu võ sĩ của đội tuyển Muay Việt Nam cũng như đội tuyển Muay Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có được rất là nhiều thành tích trong thời gian còn thi đấu. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ được nghe voi của các anh em huấn luyện khác như là Võ Văn Đài, những tượng đài Muay Việt Nam, cũng như cậu em Lý Diệu Phước. Và trận đấu sắp diễn ra, mình cũng sẽ nhường mic lại cho Tăng Quyền. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Từ từ em. Mày vô. Thoải mái vô. Chắp tay. Chắp bằng cách. Bằng cách nào? Chắp tay tay. Đúng rồi. Nó. Mày nhà đào nhỉ. Rẫy. Bước phải coi cho em đi. Từ từ. Nhấp tay trước ra em. Nhấp tay ra. Đó, kệ đó. Đúng rồi đó. Đủ tâm nha. Đúng rồi. Nhớ nhấp nhiều lên. Nhấp tay. Kệ đó. Đúng rồi. Tốt, kệ đó. Tốt. Nhấp tay. Chụp. Thoải mái đi, quýnh thêm vô đi. Đúng rồi. Nhấp chân nè, tiếp nè. Thiệp, nhấp thiệp trước.
Mở đi, mở đi. Mở máy đi. Nhẹ tay số 3 lên. Đi. Đấy. Rồi chạy. Rồi chạy. Nhấp. Nhấp nhiều lên. Đã chân trái nữa tài. Đủ tầm rồi đó. Mẹ đúng rồi, chân trái lên. Chạy chạy. Đi. Để lại. Nghe nè, nó đang gồng cứng như nè, đúng không? Đang cứng cái vô nhấp nhiều là hồi nó xì thôi, đúng không? Cái này gồng cứng, nhấp nhiều nhấp chân lên, nhấp chân là canh nè, nhấp chân đạp chưa, nhấp chân trước nhiều lên xíu. Đó kệ nó đang vô nó gồng như nè, nó gồng cứng đó, là mình cứ nhấp nhiều lên, nhấp giật mình nhiều lên là nó ấy thôi. Nhắm tay trái nhiều lên. Tay trái không cần phải tới xa đâu, nhắm nhẹ. Ở dưới. Chịu khó đá cái chân phải nhiều lên. Đá chân phải nhiều lên xong mới mở qua bên trái, làm gối trái được, hoặc là đập gối trái liền. Thứ hai nhìn ra. Tay. Mở ra một là gối, hai là đỏ chảy. Nghe lóc tay kỹ nha, lên gối lóc tay kỹ nha. Rồi mở máy đi. Mở máy đi. Nhập. Đúng rồi. Đúng rồi. Vào quá hai bước rồi. Bên trái. Chân nha. Đúng rồi, ok, tốt. Đúng rồi. Hai bước thôi dụng tay. Đâu. Xong tiếp tục đá xong rồi mới vô cái tay lại, hiểu không? Đá trước dưới chân, đá chân xuống xong rồi lên lại trên, vô sát vô trong á, gói xong rồi chỏ tiếp đá mà nó bắt chân là đá
Thấp. Bạn chưa hiểu nãy. Hiểu rồi. Chúng cái kia vô rồi, chúng cái đầu rồi. Lâu liền nó trơn anh được. Từ từ là chút xíu lâu anh nó trơn á. Chút xíu lâu anh nó trơn lắm. Đi ơi, mũi nó má sụp mũi à. Sụp bên đây mà không không? Tét cái gì vậy? Tỏ đi. Hả vòng ra cho nó Phước ơi. Cái nè muốn đập chỏ thêm là phải đá thêm ở dưới nhiều lên cho nó phân tâm lại mới đánh lại được, hiểu không? Tỏ bỏ đi. Chân đá dưới một cái là cái cao vào đá lên đầu liền. Đá dưới một cái nó thò cái nhắm cái tay xuống là đụng. Thấy không? Là đá lên đầu liền. Bên trái bên... Ê! Bên trái bên phải gì cũng đá được hết. Bên kèo trái kèo phải gì cũng đá được hết. Kỹ nha. Nhấp nhiều lên. Nó gần xì rồi. Ê, nó càng mệt nó càng sợ phải nhấp nhiều lên, nhấp nhiều nó mới vô. Đừng có vô lần thiệt hoài. Đã trước mới đập chỏ được. Vô đã trước. Mình tỉnh lại. Vô đã trái được. Rồi. Nhập. Đúng rồi. Đá. Đúng rồi. Nhập tay vô. Đá sâu vô. Đúng rồi. Nhập tay vô. Nhập. Không sao. Đá dưới thôi. Có giữ đẩy á. Có chở đẩy á. Xong. Sao rồi. Sai!
không, không. Hãy tở đi, hãy tở đi. Chạy rồi, chạy rồi. Hãy tở đi, hãy tở đi. Nhấp nhiều lên, nhấp nhiều lên. Nhấp đây, nhấp đây. Nhấp tay, nhấp tay, nhấp tay, tở ra. Đúng rồi đó. Đúng rồi, nó xì rồi. 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 Xém nữa rút ra rồi, xém nữa rút ra. Tay thêm vô, giáp nhiều vô, tay giáp nhiều vô. Đúng rồi. Anh đi, anh đi, anh đi. Em vô, em vô. Để nó. Ê, đừng để nó quấn tay sau chúng nữa. Đừng để quấn tay sau chúng nữa. Giáp cái tay ra trước tài. Đổi chai nha. Đổi chai mở qua phải đã nó thôi, đỡ chai. Đổi kèo trái qua mở qua phải á là nó đấm tay sau không được. Thấy không? Đá chân lên. Đi qua phải, đi qua phải, mở kèo, đổi kèo lại, đi qua phải đi. Đổi kèo ra. Đổi kèo 1, 3 đá như sao? Đừng có đá chân luôn. Rồi đi. 1, 3. 3 đá. 1. Đi lên đi, 30 giây rồi đó. Nó dừng lên, nó dừng lên, nó dừng lên. Nó dừng khỏe á. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đúng rồi, đá đi, đá. Đá đi. Rồi đây, rồi đây, 15. 15 giây, 15. 15 giây. Chiến thắng điểm đồng thuận. Chiến thắng thuộc về võ sĩ ở góc này.